Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tiêu đề của video là loài cá sấu đi bằng hai chân nhưng lại nằm trong playlist hồ sơ khủng long có đúng không? Các bạn nghĩ mình đang kéo tương tác phải không nào? Đừng vội nhận xét như thế nhé. Thực chất, Suchomimus là một loài khủng long họ hàng của Spinosaurus nhưng cũng có thể gọi nó là cá sấu nếu thích vì hộp sọ của loài này khá tương đồng với loài cá sấu mà các anh em ở đây đã biết đấy. Không để các bạn ngồi đây phải chờ lâu mà nghe mình vòng vo nữa đâu. Hãy bắt đầu video thôi nào. It's dino time. Suchomimus. Suchomimus có nghĩa là cá sấu bắt chước, là một chi khủng long Spinosauridae lớn với hộp sọ giống với cá sấu sống cách đây 112 triệu năm, trong thời gian cuối Aptia của kỷ Creta ở châu Phi. Loài duy nhất trong chi này là Suchomimus tenerensis. Chúng ta rất dễ nhận thấy rằng Suchomimus mang nhiều đặc tính của các loài khủng long rất được ưa thích qua các phương tiện đại chúng, đó chính là Baryonyx hay Spinosaurus, ngôi sao của loạt phim Jurassic Park và Jurassic World. Điều này là do cả ba loài được nhắc đến bên trên đều là thành viên của một họ khủng long rất đặc biệt, đó là Spinosauridae. Tháng 12 năm 1997, David Varicchio, một thành viên trong đoàn khảo cổ của giáo sư Paul Sereno, đã tìm được một móng vuốt rất lớn tại sa mạc Terene thuộc nước Cộng hòa Niger. Cho các bạn nào chưa biết thì tên đầy đủ của Niger đó chính là Cộng hòa Niger, một quốc gia nằm ở Tây Phi. Tên quốc gia đặt theo tên dòng sông Niger, nơi mà hàng trăm triệu năm trước thuộc hệ tầng Eras. Sau đó, họ đã tìm thấy thêm được nhiều hóa thạch khác của các loài theropod. Phần lớn các bộ phận của mẫu vật định danh loài này được ký hiệu là MNNGDF500, bao gồm một bộ xương với mức độ hoàn thiện khoảng 2/3 nhưng không có xương sọ, nằm phơi ra dưới cái nắng khủng khiếp của vùng sa mạc Sahara đã khiến bộ xương của nó bị xói mòn theo năm tháng. Sau đó, giáo sư Paul Sereno và các cộng sự của mình đã mô tả và đặt tên cho loài khủng long mới phát hiện này, đó chính là Suchomimus tenerensis. Trong đó, tên của chi Suchomimus như đã nói có nghĩa là cá sấu bắt chước, bắt nguồn từ chữ Sokos là tiếng Hy Lạp cổ của vị thần cá sấu Ai Cập là Sobek, được đặt theo hộp sọ rất giống với các loài cá sấu của con vật. Còn tên của loài Tenerensis nhằm ghi nhớ nơi đã khai quật được các hóa thạch là vùng sa mạc Terene. Hiện nay, tất cả các hóa thạch của Suchomimus được phát hiện bởi đoàn khảo cổ học của giáo sư Paul Sereno đều được trưng bày trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Niger. Loài cá sấu đi bằng hai chân. Suchomimus có ngoại hình trông rất giống Baryonyx, đặc biệt là ở hộp sọ cùng phần chi trước phát triển với bộ vuốt cong và dài. Khác biệt đáng kể nhất là Suchomimus có kích thước to hơn. Ngoài ra, các gai sống dọc theo phần lưng phát triển tạo thành một cấu trúc giống như cánh buồm, mặc dù không to như của Spinosaurus. Vì vậy, có thể nói rằng Suchomimus như là một sự kết hợp hài hòa của hai người họ hàng vô cùng nổi tiếng là Baryonyx và Spinosaurus. Suchomimus có cái mõm rất dài và bộ hàm hẹp có khoảng 100-122 chiếc răng hình nón, có cả răng cưa nhưng không được sắc bén lắm và hơi cong về phía sau. Phần đầu mỏm phình to với nhiều răng dài và lởm chởm hơn so với phần hàm còn lại. Có thể hình dung hộp sọ của Suchomimus có cấu tạo rất giống với cá sấu sông Hằng ngày nay. Đây là nhiều khả năng kết quả của quá trình tiến hóa hội tụ, do đó có khả năng Suchomimus cũng là loài ăn cá. Cấu trúc bộ răng cho thấy Suchomimus dùng chúng để giữ chặt hơn là kết liễu con mồi. Ngoài ra, Suchomimus có khẩu cái phụ lớn khiến cho vòng miệng của chúng trở nên rắn chắc hơn, có khả năng chống chịu tốt trước sự vùng vẫy của con mồi. Đây là các đặc điểm phù hợp với tập tính săn cá của loài khủng long này. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy bằng chứng của vảy cá được tiến hóa rất dở dàng trong hóa thạch của Baryonyx, do đó khả năng rất cao là cả hai loài này đều có chế độ ăn tương tự. Cho đến nay, chức năng của các chi trước và bộ vuốt khổng lồ của Suchomimus nói riêng và các đại long xương gai nói chung vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Charik và Miner cho thấy Baryonyx dùng bộ vuốt để tát cá lên khỏi mặt nước, giống như cách của loài gấu xám Bắc Mỹ thường làm. Cũng có các giả thuyết cho rằng
chúng dùng bộ vuốt của mình để bới tìm và ăn xác chết của các loài khủng long khác. Ngoài ra, bộ vuốt cũng là một công cụ giúp cho các đại long xương gai giữ chặt con mồi lớn nếu sức mạnh của bộ hàm là chưa đủ. Các nghiên cứu gần đây đề cập đến khả năng bộ vuốt này được chúng sử dụng để đào bới tìm nguồn nước hoặc đào hang làm tổ. Suchomimus sống ở gần các con sông hoặc bãi bồi thuộc hệ tầng Eras, nơi mà ngày nay là sa mạc Sahara, bên cạnh nhiều loài khủng long, bò sát cổ và cá vào giai đoạn đầu của kỷ Creta, cách thời đại của chúng ta từ 112 tới 125 triệu năm trước. Bên cạnh chế độ ăn chính là cá, Suchomimus còn là một loài ăn thịt cơ hội khi cũng sẵn sàng giành con mồi hoặc ăn xác các động vật khác trong điều kiện khan hiếm thức ăn. Cuộc di cư vĩ đại. Suchomimus là một thành viên trong phân họ Baryonychinae, bao gồm loài Baryonyx walkeri nổi tiếng và hai loài khủng long mới được phát hiện năm 2021 cũng tại Anh Quốc, đó chính là Ceratosuchus và Rhipirovenator. Trước đây, Suchomimus được xem là một phiên bản chưa trưởng thành của Cristatosaurus afarensis, một loài Spinosaurus khác cũng được từng sinh sống tại hệ tầng Eras. Thậm chí, giáo sư Sereno và các cộng sự đã cho rằng Cristatosaurus và Suchomimus là cùng một loài. Tuy nhiên, vào năm 2002, nhà khảo cổ người Đức Hans-Dieter Seuss và sau đó nữa là Oliver Rauhut đã chứng minh cả hai thuộc về các chi riêng biệt. Trong đó, Cristatosaurus có khả năng là một phân loài mới trong chi của Baryonyx với tên gọi là Baryonyx tenerensis. Phân họ của Baryonychinae là một trong hai nhánh chính của họ đại long xương gai bên cạnh phân họ của Spinosaurinae. Các khủng long thuộc phân họ Baryonychinae như Suchomimus thường có kích thước nhỏ hơn, bộ răng cong hơn với nhiều răng ở hàm dưới và lỗ mũi nằm thấp hơn so với những họ hàng thuộc của phân họ Spinosaurinae. Nhưng nhìn chung, đại long xương gai hay Spinosauridae đều là các loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân với đặc điểm chung là cái mõm dài và hẹp cùng bộ răng dài hình nón. Khác với nhiều loài theropod khác, lỗ mũi của các Spinosauridae nằm cao hơn trên phần mõm và tất cả đều có một cái mào bằng xương giữa đỉnh đầu. Một đặc điểm rất dễ nhận thấy khác của các Spinosauridae là hai chi trước rất phát triển với ba móng vuốt dài mỗi bên. Ở một số loài như Spinosaurus hay Ocellaia, phần gai sống nhô cao tạo thành một cấu trúc như cánh buồm hoặc bíu mỡ trên lưng. Ban đầu, các Spinosauridae cũng có hộp sọ ngắn như đa số của các loài theropod khác. Tuy nhiên, cấu trúc này ngày càng phát triển dài ra và hẹp lại, có lẽ liên quan đến sự thay đổi từ chế độ ăn thịt sang ăn cá. Cũng theo Sereno và cộng sự của mình, đặc điểm chi trước phát triển cùng bộ vuốt dài của các Spinosauridae đã có từ giữa kỷ Jura, giống với các họ hàng Megalosaurus của chúng, thậm chí diễn ra trước sự thay đổi của hộp sọ. Nhóm tác giả cũng cho rằng các đại long xương gai đã phân hóa thành hai nhánh, Spinosaurinae và Baryonychinae trước giai đoạn Baremia của đầu kỷ Creta. Các họ khủng long Spinosauridae đã từng tồn tại trên khắp siêu lục địa Pangaea. Nhưng khi biển Tethys được hình thành chia cắt chúng thành hai nhánh, gồm có các Spinosaurinae ở phía nam thuộc siêu lục địa Gondwana, bao gồm châu Phi và Nam Mỹ ngày nay, và các Baryonychinae sinh sống ở phương bắc thuộc về siêu lục địa Laurasia. Suchomimus là kết quả của một cuộc di cư số lượng lớn về phía nam của các loài Baryonychinae. Đó là lý do tại sao chúng lại có quan hệ gần gũi hơn với Baryonyx thay vì người họ hàng Spinosaurus cũng sống ở châu Phi. Có giả thuyết cho rằng chính các Baryonychinae là tổ tiên trực hệ của các loài Spinosaurinae. Theo thuyết này, các đại long xương gai có nguồn gốc từ Laurasia trong kỷ Jura, sau đó di cư qua các dải đất trên bán đảo Iberia để tiến vào siêu lục địa Gondwana. Ở giai đoạn đầu của kỷ Creta, bán đảo Iberia tồn tại như một cầu nối tự nhiên giữa châu Âu và châu Phi. Điều này cũng lý giải được tại sao các hóa thạch khủng long Baryonychinae cũng được tìm thấy ở Iberia. Việc phát hiện được thêm hai loài Baryonychinae ở Anh Quốc năm 2021 càng củng cố thêm nguồn gốc châu Âu của các đại long xương gai và chúng đã có ít nhất hai đợt di cư về phía nam trước khi ở lại đó và trở thành các Spinosaurinae.
việc Suquamous có kiểu hình trung gian giữa Baryonyx và Spinosaurus là các chi đại diện cho hai nhánh chính của các đại long xương gai có lẽ chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho quá trình tiến hóa này. Tuy nhiên, hiện nay đã phát hiện thêm nhiều hóa thạch của các loài Spinosauridae ở châu Á và thậm chí là châu Úc, chứng minh rằng cuộc hành trình của các đại long xương gai thực tế phức tạp và khó lý giải hơn rất nhiều so với hiểu biết đến hiện nay của chúng ta. Kể từ lúc được phát hiện cho đến nay, Suquamous ngày càng trở nên nổi tiếng và được yêu thích không thua kém những người họ hàng của chúng. Đây là loài được mong chờ sẽ xuất hiện trong thế giới Jurassic World ở các dự án tương lai. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về Suquamous, loài cá sấu đi bằng hai chân đến từ kỷ Creta. Nếu các bạn thấy video của chúng mình hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở chính phần bình luận. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Hồ sơ khủng long. Xin chào và hẹn gặp lại!